Việt Nam là quốc gia an toàn nhất thế giới. Chỉ trong mấy tháng đầu năm 2022, tại Mỹ đã xảy ra nhiều vụ xả súng kinh hoàng, khiến hàng trăm người chết và nhiều người bị thương. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học bang Texas, Mỹ, khiến 21 người chết và nhiều người bị thương. Ngày 1 tháng 6 năm 2022, tại khuôn viên Đại học Xavier ở New Orleans, Louisiana, Mỹ, tiếp tục xảy ra một vụ xả súng gây chấn động và hoang mang dư luận Mỹ. Và vấn đề xả súng xảy ra tại châu Âu thì không còn quá xa lạ đối với người dân. Mới đây, ngay tại đất nước mặt trời mọc, được cho là quốc gia kiểm soát súng đạn gắt gao nhất thế giới và cũng là quốc gia được xếp hạng đảm bảo an toàn nhất cho các nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, vụ ám sát đối với cựu thủ tướng Shinzo Abe vừa qua đã làm cho dư luận quốc tế thực sự rất quan tâm về chế độ an toàn cho những nhà lãnh đạo của quốc gia này. Một quốc gia được coi là an toàn khi môi trường sống của quốc gia đó được đảm bảo an ninh ở mức cao. Người dân ra đường không lo bị xả súng bất ngờ, nạn cướp bóc hoành hành đồng thời phải được bảo hộ bởi các cơ quan chức năng của đất nước đó. Hiện nay, trên thế giới không có quá nhiều quốc gia làm được điều đó. Và nếu làm được như vậy thì có lẽ quốc gia đó được xếp hạng an toàn nhất thế giới. Ở nhiều quốc gia, các nguyên thủ ra đường phải có bảo vệ và dường như không phải được tự do đi dạo hay thăm thú ở bất cứ nơi đâu, vì khả năng bị ám sát ở tỷ lệ rất cao. Thế nhưng, nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới khi sang thăm Việt Nam lại đều tỏ ra rất hài lòng khi có thể một mình đi thăm thú nhiều nơi mà không cần có bảo vệ. Có lẽ những nguyên thủ này cảm nhận được sự an toàn từ Việt Nam nên mới có các hành động như thế. Những hình ảnh này có thể cho chúng ta thấy rằng, quả thật tại Việt Nam công tác đảm bảo an ninh an toàn rất tốt, người dân lại hiền lành, thân thiện, luôn mở lòng để đón du khách quốc tế, đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc. Tại Việt Nam, nhiều năm qua cũng đã diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế, thậm chí có những hội nghị rất lớn, có nhiều nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam. Nhưng tất cả họ đều có sự hài lòng và đánh giá rằng ở Việt Nam rất an toàn. Có vẻ như hiện nay, Việt Nam là điểm đến khá hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Chính người dân Việt Nam cũng cảm nhận được điều này. Có lẽ rằng chế độ chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường an ninh của đất nước. Và đó chính là điểm sáng của Việt Nam được bạn bè quốc tế rất mến mộ, một quốc gia an toàn bậc nhất thế giới.